ùa về nơi này. Những kỷ niệm đẹp đó luôn giữ mãi nơi đây. Nhớ tới những buổi sáng chồng hay kêu vợ dậy. Kêu vợ là vợ tủn nhưng mà sao vợ lại thích. Rồi có lúc chồng kêu vợ là cô nương, rồi lại gọi là heo mỗi khi vợ ngủ nướng. Mới quen được vài ngày mà đã yêu rồi nha. Tính cách của chồng giống như vợ vậy đó. Thích rap thì thích chém gió mỗi khi có bạn bè, rồi lại sợ ma mỗi khi một mình buổi tối. Con trai gì mà đáng yêu vô đối hả. Chồng có biết là không nhắn tin chỉ vài phút là giờ thấy trống vắng lo lắng đến từng chút. Cái tội hay bỏ rơi người ta là phải xử, đừng có ở đó mà trách vợ hung dữ. Hở ra cái nói là chồng đã yêu nhỏ khác, làm vợ nổi giận rồi đánh chồng tan nát. Chồng cười rồi nói nhỏ đó tên là Na nè, nhà ở Đồng Nai vợ có biết không. Dạ, làm người ta hết hồn, tưởng chồng nói thiệt không à. Cái tật giận